Vào lúc 13 giờ 20 phút ngày hôm qua, tại khu vực tổ 10 phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đội phòng chống ma túy Cục Hải quan tỉnh và Công an phường Nong Bua phá thành công chuyên án 320N, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Danh tính 3 đối tượng được xác định là Giàng A Thị, sinh năm 1998, trú tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, Vàng A Minh, sinh năm 1995 và Thảo A Lử, sinh năm 1999, đều trú tại huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Tang vật thu giữ gồm 6 bánh heroin, khối lượng 2,1 kg, một ô tô và nhiều vật chứng có liên quan. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.